đấu mùa dịch, chống đấu mùa dịch hết gạo rồi. Bé Nhân, Bé Nhân, nếu mà có bán ngoài á thì cũng đâu có con tôm tích nào luôn. Hôm nay Nhân làm cái món hủ tiếu nha, hủ tiếu xương. Đang nấu món hủ tiếu. Giờ là cái bước đầu tiên là mình coi như là luộc sơ xương, bỏ nước đầu nha cả nhà. Để sơ chế xương nha. Đây mình luộc với nước sôi, cho muối vô. Muối còn mày hả? Được rồi, bên giữa đến hải quán mình cũng không có đầy đủ nha cả nhà. Mình luộc xương với muối cái nước đầu rồi bỏ nè, rồi rửa sạch lại cho nước máu này ra hết đi. Dơ thì mãi được cái nồi hấp dẫn ghê, nồi nấu cho quân đội ăn quá. Chứ nay cũng nhỏ lắm, bây giờ có 6 cái xương à, 3 cái xương ống với 3 cái xương cổ mà. Đây nấu bằng bếp ga nhỏ nên nó hơi lâu quá. Rồi cứ để cho nó sôi lên, bây giờ bạn rửa sạch nước lại rồi bắt đầu mới hầm nha. Rồi sau khi xương của mình sơ chế qua rồi, bỏ đi cái nước đầu nó dơ rồi, rửa thật kỹ thật sạch lại rồi mình thả vô cái nước mới bắt đầu mình hầm nha. Tại vì bình thường thì hầm chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng, nếu người ta kinh doanh buôn bán, giờ mình không có thời gian mình hầm mình ăn hay là vừa tới thôi, chừng tiếng mới rưỡi là ok. Rồi bây giờ mình để đây nha, trong thời gian chờ đợi làm việc khác cái đã. Rồi bây giờ là đến công đoạn là nước nó sôi tim nha cả nhà, sôi tim lắm, đừng có cho sôi lửa bùng nha, mình hầm mình đừng cho sôi lớn quá thì cứ vớt bọt từ từ đi, bắt đầu từ bây giờ là có bọt nhiều rồi mình cứ vớt hết bấy nhiêu, đừng có cho sôi bùng nha, sôi bùng nó sẽ đục nước của mình. Cứ chịu khó nha, cái này vớt bọt hơi nhiều hơi lâu đó, nếu mà nấu bán là phải hầm từ 2 tiếng mấy 3 tiếng 3 tiếng rưỡi là tùy theo cái lửa của mình canh lửa để cho nước lèo nó được ngọt, cái xương cái chất trong xương ống tủy rồi nó ra hết á, là phải hầm ở thời gian đó mà nó lửa phải thật nhỏ rồi chịu khó đứng vớt bọt. Còn không có hẹ đâu, ăn nhanh lên. Dạ, hôm nay mùa khó lắm. Thôi kệ đi. Dạ, nó có gì dạ, ăn đó có đi. Có gì ăn đấy đi. Dạ. Ở nhà mình như còn cái, hôm qua con thấy có bắp cải phải không? Bắp cải có 2 cây bắp cải. Dạ, thì hồi mình trồng cái đó chúng ăn cũng được. Bây giờ rau củ rồi mùa khó lắm. Thôi. Bây giờ thì mình cho đường phèn vô cả nhà ha. Đường phèn này. Nãy giờ mình vớt bọt được nhiều đây tô rồi. Quá trời tô rồi đó. Và còn nữa không vớt nữa, vớt cỡ phải 2 tô như thế này, vớt bọt bỏ cả 2 tô. Đây là đường phèn nha cả nhà, mình thả đường phèn trong đây nè, vừa lấy là vớt bọt luôn nha, canh vớt bọt đấy, là vớt được một tô đây nè, quá trời rồi. Và còn nữa canh giấc nữa để cho đường nó tan đi. Trong đây là mình chỉ bỏ muối và đường phèn thôi nha, không có cái gì trong này nữa, chỉ có muối thạch và đường phèn thôi. Đó, nước lèo giờ nó trong rồi nè, vớt được một tô là thấy nước lèo nó trong rồi đó.
cứ để sôi lăn tăn vậy thôi, không có cho sôi bùng lên nha cả nhà. Sôi bùng là nước lèo mình không có đẹp nha, không có trong nha, nó bị đục. Và phải chịu khó, đặc biệt là phải chịu khó là vớt bọt thường xuyên. Chút chút cũng vớt hết. Nước lèo nhìn rất là hấp dẫn đó. Chưa hoàn chỉnh mà nước lèo nó đã trong thế này rồi nè. Xương, à, xương cổ ha, nấu với xương cổ nè, nghi ngút, ngạt ngào mùi thơm, hấp dẫn cho cả nhà. Rồi bây giờ thì để mình hầm thêm tầm 45 phút nữa nha, 45 phút nữa ok. Rồi vừa vàng tới là ok nha, đừng có để vàng quá nó sẽ bị đắng nha. Rồi đây hết. Rất thơm nha, rất thơm luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ là cái này là mình nấu cái nước sốt để mình chấm xương không thiếu nha cả nhà. Đây là bao gồm là có nước hầm xương nha, rồi dầu hào, hắc xì dầu, tỏi phi, rồi tương ớt. Rồi mình, những cái hỗn hợp này mình nấu lên, nó cho sôi lên là thêm một chút đường, thêm chút đường nha bạn, rồi cứ quậy gần xong sau cùng đó là mình đem xuống là mình pha một chút tiêu vô mình đánh lên nha cả nhà ha, để hấp dẫn. Hủ tiếu rất là tuyệt vời luôn, thơm rất thơm. Đây có đệ tử là coi như là mình đang đứng quậy đó, đại đệ tử đó. Người đầu tiên, đệ tử đầu tiên nha. Đệ tử thì chưa có chịu lên sóng đâu, để từ 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 tí xíu sau này bắt đầu đệ tử mới lên sóng sau nha. Bây giờ đệ tử là phụ sư phụ là coi như là mình nấu nước sốt nè. Nhìn bàn tay rất là dễ thương không, mỏng mẻ màu nè. Hello, xin chào cả nhà đi con. Chào cả nhà. Hello, xin chào các cô chú và toàn thể mọi người đang xem kênh của bác sư phụ của con. Đây là nước chấm nha. Rồi, hoàn thành rồi nha. Mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Đây là nơi chật chội quá, quay chỉ được như đây thôi. Rồi, cả nhà. Rồi, nó hấp dẫn kìa. Con hủ tiếu đặc biệt nha cả nhà. Hủ tiếu xương tôm tích. Tôm tích vô thì đối với mọi người là ngon, nhưng mà đối với con thì đây nhà nấu nha, chứ không phải mua ngoài tiệm nha, tiệm là có ai bán cái tô này đâu. Nếu mà ở ngoài mà có hủ bán tiếu thì... mùa dịch đã chống đói, mùa dịch chống đói, mùa dịch hết gạo rồi. Mấy nhân, nếu mà có bán ngoài á thì cũng đâu có con tôm tích nào. Rồi đây tô đặc biệt ha. Đó. Có thích ăn tôm tích thì thả tôm tích vô, còn đây là xương với là tôm chi. Đấy, còn hủ tiếu mình đã hoàn thành nha, hủ tiếu mà sử dụng bánh phở nha cả nhà. Do cái mùa này là mình mua sợ hủ tiếu không có, mình mua bánh phở khô á, rồi về mình trụng đặc biệt nha. Nước trong veo rất ngon. Có tôm tích nữa, rồi tôm chi, xíu quách. Rồi, cảm ơn cả nhà chú ý theo dõi nha, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye. Tôm tích bao la luôn cả nhà. Ai cần liên hệ nha, 0908 470 31. Tôm đất sống.
Và bây giờ thì clip của mình đến đây xin tạm dừng. Nhân xin mến chúc tất cả các bạn trong cuộc sống luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.